Em Lisa xin kính chào tất cả các anh chị ạ. Hôm nay em tiếp tục lên chia sẻ một số dòng cát tem đẹp và một số dòng cát sổ. Anh chị cố gắng theo dõi hết video để sưu tầm anh chị nhé. Đầu tiên em muốn giới thiệu tới anh chị một trong những cái mặt bông rất là đẹp, đó là bướm quang nam. Mặt bông hoa này thì cái lưỡi nó hình con bướm anh chị nhé. Nguồn gốc của cây này là cây sổ đài. Đó, cái size cây em chia như thế này, cây rất là cao to và bông hoa rất là bự anh chị nhé. Lưỡi hình con bướm rất là hút luôn. Đấy, dòng này thì nó rất là mới trên thị trường anh chị nhé, vừa mới vừa hiếm. Đó, anh chị nào mà chưa có thì anh chị sưu tầm nhé. Em đặt đây là mã L34. Hình ảnh bông hoa em có gắn ở bên trái màn hình anh chị. Đấy, anh chị cùng theo dõi nha. L34 anh chị lên cho em với giá là 200.000 nhé. Giá em báo đây là chưa bao gồm phí vận chuyển. Anh chị lấy từ 3 chậu là em Linh San bao ship nhé. Tiếp theo thì em xin đi sang mã L30 anh chị này. Mã L30 này thì cây rất là đẹp. Cây thân thủ rất là cao to. Thân thủ lá bự, hoa bự nhé anh chị nhé. Dòng này rất là thơm luôn. Cây em chia size như thế này, nó tầm khoảng độ 4 đến 5 lá anh chị nhé. Dòng cây này là cây tách chiết cho em anh chị này. Cây tách chiết nhá, cây rất là khỏe và rất là bự. Anh chị lên cho em mã L30 với giá là 130.000 anh chị nhá. Và tiếp theo em sẽ lên L37 này anh chị này. Cái cây bát Charavansi em chia cái xài như thế này. Cây này là cũng là cây tách chiết anh chị nhá. Cây rất là đẹp này anh chị này. Đấy, cây như thế này. Và cái dòng này ấy, thì là nó nở rộ vào mùa Tết anh chị ạ. Em chia sẻ cái dòng này rất là nhiều rồi. Đấy, cây tách chiết anh chị nhá. Size cây em chia như thế này. Đó, L37 anh chị lên cho em với giá là 100.000 anh chị nhá. 100.000. Cái cây này anh chị nhá, anh chị về anh chị cố định cái cây nó lên là cây nó thẳng đứng nha. Và tiếp theo em muốn giới thiệu tới anh chị một số dòng cát sổ có tại vườn nhà em anh chị nhá. Đầu tiên em đặt đây là mã L35, cái size cây em chia như thế này. Đó là chôm thông phan xi, lai với siam phan xi anh chị nhá. Cái dòng này ấy, anh chị mà nuôi lực ấy thì thân lá nó rất là bự nha anh chị ơi. Đấy, anh chị lấy về sổ hoa nhá. Đây, anh chị nuôi lực này, bản lá của cái dòng này nó rất là to nha anh chị ơi. Cây em chia size như thế này anh chị này. Đó, anh chị lấy về sổ hoa nha anh chị nhá. Bản thân cái cây chôm thông phan xi ấy, lá nó cũng đã bự và thân nó rất là mập nha anh chị nhá. Anh chị lấy về làm hoa chính chủ nha. Đó, mã L35 anh chị lên cho em với giá là 180.000. Em qua mã L36, đó là Amazing Thái Lan, lai với NB Gold anh chị nhá. Cái size cây em chia như thế này. Đấy, hầu hết em chia size cây như thế này là size cây trưởng thành hết rồi anh chị nhá. Anh chị lấy về sổ hoa. Đó, Amazing Thái Lan, lai với NB Gold, hai cái mặt bông đẹp xuất sắc lai với nhau anh chị nhá. Mã L36 anh chị lên cho em với giá là 160.000 nhá. Và hôm trước em cũng đã có chia sẻ tới chị một trong những cái mặt bông rất là đẹp, rất là hiếm thuộc chi cát của Nam Mỹ. Đó là Leodimon Niana Rubra, một trong những cái dòng nó rất là hiếm anh chị nhá. Đấy, thì hôm nay em sẽ chia sẻ cho anh chị này sang một cái dòng tiếp theo. Đó là lai nhá, nó vẫn thuộc cái chi cát của Nam Mỹ. Nó sẽ lai giữa hai cái mặt bông đó là Leodimon Niana. Đấy, lai với lại Gen Mani anh chị nhá. Đấy, rất là đẹp, đẹp xuất sắc luôn. Những cái size cây em chia như thế này anh chị này. Đấy, cái cây này anh chị nuôi càng lực và lâu về già là cây nó rất là cao, bông hoa chùm nó rất là đẹp, hoa rất là bự nha anh chị ơi. Đấy, mã L38 anh chị lên cho em với giá là 200.000 anh chị nhá. Theo đây cũng là một cái chi cát của Nam Mỹ anh chị nhá. Lai giữa hai mặt bông với nhau đó là Leodimon Niana Rubra lai với Coroni anh chị nhá. Cái mặt bông này nó rất là đẹp, bông rất là bự anh chị nhá. Lai với nhau. Đấy, anh chị lấy về sổ hoa anh chị nhá, làm hoa chính chủ. Đấy, cái size cây nữa em chia là như thế này. Size cây đây là cây trưởng thành rồi anh chị nhá. Cái cây này nó chỉ lùn như vậy thôi và cao hơn thêm được một chút thôi anh chị nhá. Size cây trưởng thành già năm rồi và rất là nhiều cây đang lên lá mèo anh chị nhá. Và em đặt mã này là mã số L39, anh chị lên cho em với giá là 200.000 một chậu anh chị nhá. Chậu rất là đẹp. Và cây này đã thuần vườn rất là lâu rồi anh chị ạ. Cây rất là khỏe nha. Đó là những cái dòng cát sổ mà có tại vườn nhà em anh chị nhá. Anh chị mà muốn sưu tầm mặt bông hoa nào thì anh chị có thể gọi điện trực tiếp cho em Linh San qua số điện thoại 0984 282 911. Rồi em xin cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi video của em ạ.